một con đi các bác nhá. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với sóng âm thanh. Hôm nay ở đây thì em vừa về được ít xúc điện bát 30 SVK12B. Và theo ý kiến hôm nọ của một bác ấy bảo là hôm nào em thử mang tất cả súp 30 ra đánh thử xem nó như thế nào. Em thì cũng chưa bao giờ em bỏ mấy con súp ra em đánh cùng lúc cả. Thì ở đây thì hiện tại thì về được 5 con các bác nhá. Sẽ bỏ 5 con này ra để test đến các bác xem là khi bật cả 5 con trong cái phòng này thì cái áp lực có ra như thế nào. Và đây là dòng súp điện bát 30 mà có mặt tại thị trường khoảng tầm hơn 3 năm rồi, được rất nhiều anh em tin tưởng sử dụng rồi. Đây là một dòng súp bát 30 vân gỗ các bác nhá, DB Acoustic SVK12B. Đấy, bác cẩn thận. Bên trong hộp thì nó có rất nhiều những cái lót này. Đấy, chống sốc, gửi cho đi xa các bác yên tâm. Đây. Với cái dòng này thì là một dòng súp mà tiếng nó rất là mềm, cân cao su. Con này thì nó xuống được đến 28 hertz các bác nhá. Giải tần là từ 28 cho đến là 150 hertz. Đây, màng rất là mềm. Đánh những cái dòng súp này gia đình rất là hợp này các bác. Đấy, hôm nay thì em sẽ bỏ 5 con ra để test đến các bác. Và con này thì có mức giá rất là đẹp, 5,2 triệu, bảo hành chính hãng 2 năm. Đấy, đánh xem nó có rung nóc nhà không. Rồi các bác đợi em tí nhá, để em bóc hết đồng ấy ra. Rồi, tưng bừng, ở đây thì nhà thì không có gì ngoài loa hay là bỏ test các bác nhá. Các bác nghĩ xem mà đánh 5 con này cùng một lúc thì như nào ạ? Với hệ thống nhiều súp thì đặc biệt là trong những hệ thống setup sự kiện này, ba này, thì nó đòi hỏi cái vấn đề kỹ thuật setup rất là nhiều. Nhưng ở đây chúng ta không bàn về kỹ thuật, chúng ta sẽ bàn về xem mà bật 5 con này lên thì tiếng nó như nào thôi. Dùng hết cốc chén. Xem nó có rung nhà không hay là nó lại lèo phèo. Đây, nói qua đây các bác một chút về cái chỉnh của súp này các bác nhá. Đây nó sẽ có những cái đường input này. Đây, line in này, súp in này, các bác cắm đâu cũng được. Và các bác chỉ cần cắm một đường này thôi cũng được. Bởi vì súp tín hiệu nó là mono, nó không phải xích te các bác nhá. Ở đây sẽ có một cái cần đảo pha là 0 này, 180 này. Đấy, volume, âm lượng to nhỏ này. Phần low cut, low cut thì cho phép cắt từ 50 Hz cho đến là 150 Hz, thì các bác cứ để cho em khoảng tầm 80 cho đến khoảng tầm 100. Đấy, muốn gọn hơn thì các bác để nhỏ hơn. Đấy. Đây là phần input bằng Canon này, phần công tắc nguồn này. Con này thì sủng điện là 220 các bác nhá. Và với con số 30 này thì công suất của nó là 250W. Đó. Rồi, đầu tiên thì em sẽ bật một con anh em nhá, một con súp với một đôi loa bát 30 thử xem như nào, xong tí nữa em sẽ bật 3 con và đến bật 5 con thì xem như nào. Cho to nhạc tí này. Đấy, một con thì các bác nhá. Come on.
Các bác nghe đấy không ạ? 3 con đánh cảm giác nó rung nhà rồi. Bây giờ em sẽ bật 5 con thử xem như nào. Đấy. Quả này bác nào mà thích kiểu chơi mạnh các bác sắm 3 con này về nó là có gì nhớ hết người. Các bác cái đặc điểm của những cái dòng súp mà gân cao su các bác ạ, tiếng phải nói nó rất là mềm, nhưng mà cái nhược điểm là gì ạ? Nhược điểm thì nó không sử dụng trong những không gian quá lớn được. Đấy. Vì là nếu như mà sử dụng không gian lớn thì nó cần phải tiếng nó cứng, nó gửi xa được. Còn đây là những cái dòng súp sử dụng gia đình, tiếng bát nó rất là sâu, rất là mềm, cảm giác nghe rất là phê. Tiếp tục là bản nhà khác, nhưng em vẫn bật 3 con rồi, tí nữa em sẽ bật 5 con để bác nghe. 3 con này đánh phải nói là kinh khủng lắm rồi đấy. Đánh rung hết nhà. Đây là một cái bản nhạc mạnh hơn bản vừa rồi. Đánh trong một cái phòng này em đánh 5 con súp bát 30, chưa bao giờ em đánh luôn. Đấy, thật sự thì có cảm giác đánh cái dòng này đánh tiếng nó rất là mềm, nghe cảm giác nó rất là phê. Đây hơn nữa 5 con nữa. Ở đây em sử dụng một đôi loa 30 nhưng mà em dùng đến 5 con súp này và bật thì mỗi một con chỉ 50% công suất thôi. Đánh kinh khủng luôn. Bật một bản nhạc khác để các bác cảm nhận nhá. Đấy, anh em nào có muốn bê cả 5 con này về nhà chơi gia đình không ạ? Đánh không khác với súp kép các bạn ạ. Vừa rồi thì em vừa test lên các bác trong một cái phòng nhỏ mà sử dụng đến 5 con súp bát 30 thì phải nói là nó kinh khủng luôn. Đánh cái tiếng mà nó gần như là đang ở trong ba vậy. Và với hệ thống mà nhiều thiết bị, nhiều súp hoặc là nhiều loa này thì cái yếu tố mà
khi các bác có thiết bị là ok đúng không ạ? Nhưng mà nhiều thiết bị thì phải cần cái người mà căn chỉnh hệ thống thì nó mới làm cho tất cả thiết bị này nó hoạt động tối ưu được. Chứ nếu như mà cứ cắm vào không thôi thì nó sẽ không thể nào ra được một cái trợ âm nó phê được. Thậm chí là trong trường hợp mà các bác sử dụng nhiều súp đặt ở nhiều vị trí khác nhau thì nó có thể gây đến hiện tượng là nó bị lệch pha hoặc là nó bị triệt pha các bác nhá. Đấy. Rồi ok. Và nếu như các bác nào mà có những cái ý tưởng video nào thú vị thì hãy comment phía dưới nhá. Nhưng vừa rồi công nhận là đánh công cảm giác là nó rất là áp lực. Đấy. Rồi ok. Bây giờ thì xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo. Phải nói là đây là một dòng súp mà cái tiếng em rất là thích. Tiếng nó mềm, nó sâu, nó không bị ù nghe lâu không đau đầu. Ok, chào các bác nhá.